Trần Ngọc Lượng chạm trán đệ tử Junichi Nguyễn tại Lion Championship 7. Theo thông báo từ ban tổ chức Lion Championship, võ sĩ Trần Ngọc Lượng sẽ là người thi đấu trận main event tại Lion Championship 7, sự kiện diễn ra đầu tháng 7 tới. Kể từ ngày bước lên đấu trường MMA Việt Nam, Trần Ngọc Lượng đã thi đấu ngày một tiến bộ theo thời gian. Sau trận thắng gây tranh cãi khi gặp Robson Oliveira, Trần Ngọc Lượng đã nhanh chóng chứng tỏ bản thân khi được đôn lên hạng A. Anh đánh bại võ sĩ Lại Thế Toàn bằng đòn siết cổ ở Lion Championship 6. Với mục tiêu nhanh chóng thăng hạng để hướng đến một trận tranh đai vô địch, Trần Ngọc Lượng đã tiếp tục đăng ký tham dự Lion Championship 7. Đối thủ của The Rabbit Junior là Trần Minh Nhật, võ đường Liên Phong. Minh Nhật đã có chiến thắng đầu tay ở sự kiện diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua. Đáng chú ý hơn, đây cũng là trận đấu thứ 3 của Trần Ngọc Lượng trong 3 sự kiện liên tiếp. Võ sĩ sinh năm 1993 cho thấy anh đang rất sung sức và ở phong độ rất cao. Nếu giành chiến thắng trước Minh Nhật, Ngọc Lượng có thể đảm bảo một vị trí trong top 8, qua đó hướng đến những trận đấu lớn hơn ngay trong năm này. Theo quy định của Lion Championship, một võ sĩ được thi đấu tối đa 5 trận trong một năm dương lịch. Về phía Trần Ngọc Lượng, anh vẫn còn có thể thi đấu thêm 2 trận nữa sau khi Lion Championship 7 khép lại. Với việc liên tục thượng đài, võ sĩ 30 tuổi cho thấy anh có thể nhắm đến một trận tranh đai vô địch vào cuối năm. Ở chiều ngược lại, đối thủ của Trần Ngọc Lượng, Trần Minh Nhật, được xem là một võ sĩ mang nhiều ẩn số. Thông tin ban đầu cho thấy Ngọc Lượng sẽ đối đầu với người rừng Trần Ngọc Lâm, nhưng cuối cùng Minh Nhật mới là người được chọn.